Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình và chị Lê đang qua nhà ai chị? Ba nuôi của hai tụi mình. Ba nuôi. Rồi, hi. Your face right here. Xin chào mọi người. Đó, ba nuôi của mình đó mọi người. Giờ đang nằm trên võng ở ngoài vườn của ba nuôi. Chúng ta sẽ chơi một số trò chơi later. Chill out. Look at this. So great. Just looking at the cloud. Well, there's no cloud. Oh, there's the moon over there, though. Yeah. Oh, yeah. Already like 6 or 7? Half moon, yeah. Thích hả? Ừ. Wow, those clouds. Ê, nhưng mà chị với em nặng quá. Đúng. It's too heavy. Too heavy. We're so heavy. That's really good attempt. Wow, look at that. Fantastic. Very good. Oh my gosh. The action. Oh my gosh. You guys are so good. Let me get behind you here so you can watch it better. There we go. All right. Wow. You guys are so good. No, I think you guys are equal. Maybe a little better. She's taller. Wow, look at this game. You're both so good. Wow. Oh, yeah. Nice try there. You were like, whoa. So tired. Exercise. It's good exercise. That was great. Ooh. So far, go ahead. Let's get it. Come on, let's get it closer. Who's closer? Whoa. Oh, you're gonna win this one. Very good. Ooh. Take one more here. I think you won though. Yeah, you won. Bravo, bravo. Lên võng ngồi đi. Lên võng ngồi đi. Lên võng ngồi ha. Relax. Relax time nào. Relax time. It's great. Luck. Let me swing you. Oh yeah, swing her. Swing her and you enjoy the trees going by and the sky. Wow. Feel yes, it. We. Feel it. Wow, so good. Vacation. It is a vacation. Yeah. You in Hawaii? Yes. I'm thinking of Vietnamese. Not trying right now. Not trying. So good. So fresh. Everything here is so good. It's good energy. Atmosphere good. Good energy, very fine. Good shui. Energy too. Yeah. Feng shui, huh? So good. I like this place. It is place. Good. So good. So good. Too good. Too good. It's all for you. You turn your head this way too. This is the way I do it. Yeah. I put my head that way and I just look at the. She wanna get it now. Yeah, you wanna do it now? Yeah. Nãy chị lên chơi trái bóng á mọi trái banh đó mọi người, trái banh. Cái làm rớt ở dưới kia rồi. Giờ phải xuống để lấy mọi người ơi. Mà ba nuôi nói là không sao đâu. Rồi. How about me? You wanna go too? Okay. Here, you can wear these. Okay. Wear those. I'll get some more. The ball ended up going down into the ravine, so we're gonna go get it. Đi xuống dưới này. Yeah. Đi xuống dưới này coi ở phía dưới như nào rồi lấy bông đi. Trong đời chưa giờ đi xuống thung lũng ở Mỹ. Ồ, cái này phải đi theo từ. Đi trong rừng. Gọi là đi vô rừng. Đó mọi người thấy. Ba nuôi có nhà ở đây mà ba nuôi không có muốn ở. Ba nuôi nói là nói sao chị? Nãy ba nói sao? Làm một cái lều để dựng dưới này để ngủ á mọi người. I see it now. You see it? Yeah. There's another way to go that might be easier over there, but yeah. You just went for it. That's great. Be careful. Yeah. Cẩn thận nha. Yeah.
đi vô rừng. Trời ơi, coi khéo té giờ. Đẹp lắm hả? She told me that down there is beautiful. It is? And asked me want to come. Yeah, you should go. But I'll show you. Oh, you want to go this way? Okay, yeah, go this way. This way? Go ahead, yeah. There's another way to go, but this is fine. I've gone this way too. Okay. Be careful, okay? Yeah, just hold on to everything as you go. Okay, we can... Can you sample me some land here? Yes, I will sample you some land there. And then you can just live there. We make a payment every month. Yeah, you can have it. Wow! We'll give you like $100 a month, something like that. Well, oh my God, ở sau nhà đẹp ha, sau này đẹp ha. Wow, nè mọi người ơi, nè, ở rừng luôn. Ở sau này là ở sau vườn á. Sau vườn của ba. You can go all the way down if you want. It's really beautiful. Keep going. You wanna come? Yeah, I'll come down. Yeah. No. Careful. I'm gonna come this way over here. Lần đầu tiên trong đời, chưa bây giờ. I think we... tưởng tượng mà giờ xuống đây múc bang. Giờ mà làm video ăn uống như này á, quá tuyệt vời luôn. Này gọi là sinh tồn á mọi người. Video sinh tồn một ngày trong rừng. It's a challenge? This one yes. Adventure life. Adventure. Yeah. You just stay in the forest and then just eat and live in the forest. You just live in there, you eat fruit? Yes. How long? No, I'm just kidding. There are other people that actually live in the forest, you know. Why? For 24 hours. 24 hours? Only. And they cannot bring any food. They need to file anything in the forest like make a food for them. Yeah. And they have to find some water. Wow, what is it? What is it? Let's see. Some kind of fruit. That's cool. Don't eat it. I'm not gonna eat it. Oh, you got the ball. Very good. I just wanna see. So there are a few things down here that have stickers on them. So you just have to, well, you have long pants. I don't, but this tree is very beautiful. It's called the cedar tree. Uh-huh. That one right there. And there's like a little family of trees. They all came together, you know. Family tree. Family tree. And these are maple trees here with the big leaves. Maple. Maple. Yeah, very big. Actually, and here's a close-up. Ooh. Here's a close-up of the same. Yeah. The same. Này là lá phong này mọi người. Yeah. Lá phong đó. It was beautiful in a fall. Yes. Yeah. Very beautiful. And they get very big too. That's cool. Yeah, and sometimes the lightning strikes a tree in here, like that one over there, and then it, you know, it's like bam. Trời ơi, giờ mình sẽ làm 5 phút sinh tồn ở trong rừng nha. Oh, trời ơi, cái này có gai nè. Oh my God, this is... Have a thorn. Oh yeah. Ooh. Little thorns in there. Ôi trời ơi, it's not easy though. It's not easy. So we go to the destination there. We want to see the land. Yeah, look at we want to build a house. Those are này gai luôn hả? Không, cái này nè. Gai này hả? Đâu có gì đâu, chị thấy bình thường mà. Nó châm vô trong đùi em. Đâu, cái này là cái lá nó hơi ấy thôi, không sao đâu. Bước xuống. Trời, dưới này là cái thung lũng này, hả? It's so lucky. You wanna put a tent right here? Yeah, we could put a tent right here. Find a little flat area and put a tent and just when it's raining, you know, you stay down here and pray. Đó, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đến mùa hè là sẽ có mấy cái trái blackberry đồ á. Oh, look at this. Oh, look at this. This is called like a lichen right here. Uh-huh. It's usually quite good for cancer, healing cancer. Really? Yeah. Đây là nấm à? Mushroom? Yeah, it's like a mushroom family. Nấm này. And if we go up into the mountains very far from here, Snoqualmie, you can find big ones like that. Really? Yeah. You know about mushroom? Okay, mushroom. Some herbs and things, yeah. Oh, this can nấm này là ở Việt Nam là linh chi á, linh chi. Thì không? Nếu mà nấm linh chi là nó tốt lắm á. Nấm này ông nó là chữa bệnh ung thư đó. I love this little area right here with the three trees. Growing together like this. Very pretty, this little
Oh, be careful. Yeah, we can just go straight up. But I like this little, that little area right there. It's kind of like natural little. Oh yeah, cái chỗ này đẹp này. Yeah, that would be a good place to put a tent, right? Yeah. Oh, chỗ này lý tưởng luôn này. Chỗ này. Like family tree. Yeah, a little family tree. Chờ cái cây này có cái dáng mắc cười ghê. Bố mẹ mà con cái. Ồ vậy hả? Gọi là family tree đó. Ừ. Hồi đi phỏng vấn với Mỹ á, nó bắt làm một cái family tree đó là vậy. Đúng rồi. Này nó chia ra thành nhiều nhánh này. Ngồi đây cũng chơi cũng quá đã luôn ha. Camping ha. Camping. Here. You can camp right here. Yeah. And you find golf balls too. Oh, yeah. Oh, that's a great picture right there. Oh, look at this supermodel right there. We should come camping here. We should. We can bring the camping gear. I have two tents. Oh, yeah. Nice. You know, bữa. We have some more cooking here. Like that area right there is kind of flat. Yeah, that's a nice area. Bữa nào tụi mình đem lều dưới đưa xuống dưới này rồi mấy người cắm trại này mọi người ha. Let's go up there. Yeah, let's go up. Thì mình đi đi lên ha. Right there to the golf course. It's almost the same distance to get to the golf course, but all right, we'll do it. Trong này có quá trời cây thông với là cây dương sĩ luôn nè, dương sĩ quá trời luôn nè mọi người. Ui. Giờ là chưa có trái cây dại để hái cho mọi người coi chứ bình thường là cũng có mấy cái trái berry đó. Tháng 8 hả chị? Tháng 8 mình qua mình hái. There's another golf ball. Ui giời. Oh, I need to get my ball. Chẳng lẽ bây giờ nói là cho con mượn cái dầm này để đến để làm video sinh tồn. Chắc vậy quá. Ây da. Có mấy cái cây nó mục rồi. Đi coi chừng té. Đi tính là đi xuống lấy cái bắn thôi nhưng mà cuối cùng là đi xuống một mạch dưới kia luôn. Hey, giờ đi lên quá trời đuối luôn. Còn chị Lê thì xuống lấy bóng sau để quên giới luôn, giờ lại phải xuống lấy lại. Đây nè, cây này là cây blackberry này mọi người. Này, nhưng mà nó chưa có, nó mới ra hoa thôi à. Oh, this is blackberry. Yeah, it's look. Yeah, blackberry. We make it. Yeah, in the fall we have lots of berries here. Đó, nó ra hoa rồi. Khoảng 1-2 tháng nữa là sẽ có trái. Ui trời. Giờ hết cả người luôn. Very good. Yeah, you got. Oh, thank you. That was a nice little adventure. Yeah. Giờ đi vô để ăn tối mọi người. Thank you. Nice adventure. Come on.